sĩ đang đến với phở Khánh Bình. Hôm nay là khai trương nha, ngày đầu khai trương. Mọi tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ đến đây đông lắm để ủng hộ cho mình ăn thử thức cái phở Hai Tô rất là ngon nha. Đặc biệt thì Dương rất là thích cái tương của mình đó, nó pha rất là ngon, là mọi người ăn thử cái tương này đi nha. Cái tương này ăn ngon rất là đặc biệt luôn. Mọi người tới đông lắm, vui lắm. Nói đi đừng ngại. Hầu như ai cũng thương luôn á. Dạ. Hầu như ai cũng thương Khánh Bình hết trơn á. Khánh Bình khai trương các mọi người hả, ai ai cũng có mặt hết trơn, cũng tới ủng hộ. Em có người Phú Quý nữa nè. Em trai Phú Quý. Em đang chờ cái phở Hai Tô nè. Hai Tô phải không? Em ăn phở Hai Tô đi. Ăn thử cái tương của Khánh Bình nó làm ngon không? Ai order chưa ta? Em ơi, cho Quý à. Thủy. Cái phở này cô này thì mình ăn cái tương này.